mình không biết đây dạng gì, các bạn nếu biết đây dạng gì các bạn nhớ nó ở dưới phần comment nha. Tiếp theo là Dialga. Được cái gì? Lunala nhưng mà người ta lại ghi là Solgaleo các bạn ạ. Rillaboom. Bỏ cái vỏ bóng này xuống. Danami Nitan. Ủa con gì? Mình chưa cái con này nhưng mình có quen rồi. Valabe. Bây giờ mình sẽ để đây cái xu. Rồi, tiếp theo là ai đây? Ừ, có. Trời ơi, cái máy quay. Ok, bật thì bật đi. Anh đấy vừa vào mình bật đi nha. Na Garden, chắc các bạn nhìn là biết thừa. Bây giờ mình làm gì để còn cách. Các bạn đợi mình tìm cách để cho nó đẹp nhá. Vậy là mình đã tìm được cách rồi các bạn ơi. Đây. Na Garden đúng không? Đây là Flanking. Các bạn nếu biết con này thì các bạn nhớ nói với dưới phần comment nha. Tiếp theo là Zaki. Đội rồi. Snover. Zakia. Macham. Hơi vướng tí các bạn nhé. Alistair. Nhưng mà các bạn biết Alistair là ai không? Mình cũng không biết. Anh mình đấy. Đây chính là con Sơi Min. Nhưng mà các bạn có biết đây có phải là huyền thoại không nhá? Vì mình thấy là lần trước mình có coi một tập là con Dialga được cứu để đi rời khỏi cái thế giới của Giratina ấy. Ủa hay là Sơi Min đưa Giratina về thế giới đấy nhỉ? Là các bạn biết các bạn nhớ nói dưới phần comment nha. Và Sơi Min có phải là huyền thoại không nha? Tiếp theo là Blue March. Con này là hình như là quái vật dung nham có gọi đấy. Black Toy. Chắc các bạn nhìn là biết thừa. Dragonite Pokemon. Cũng là gọi là quý hiếm nhưng không phải huyền thoại đâu các bạn nha. Aguilash gì đấy mình không biết. Aguilash này để lấy cái mảnh vụn của nó để còn làm ra cái khiên tạo triệu hồi ra Zamazenta. Ủa nó có triệu hồi ra Kia không ta? Nếu các bạn biết thì các bạn nhớ nói nha. Compi. Uầy, Compi. Dolphin. Có thấy được rồi mày. Các bạn này chịu khó tí. Dragapult đúng không? Quaymer. Cosmel. Macacro mình gọi thế. Cricket Top không biết đâu. Osawood cứ gọi nhận không gì ấy. Đổi đây. Ui hai con liền các bạn là mình. Nói từ từ nhiều con lắm các bạn ạ. Nên các bạn chịu khó hoặc là mình có thể là chia thành hai tập đấy các bạn ạ. Đây chính là Chansey nha các bạn nha. Đừng tưởng là Chansey. Permity mình gọi thế. Katana. Đây Katana này nó không biết có phải huyền thoại không nhỉ. Chắc cứ gọi là huyền thoại. À đúng rồi huyền thoại này. Katana hình như là bộ tứ kiếm luôn ấy. Nhưng mà mình không thể nói trong Cobalion, mình chưa có đây nha các bạn nha. Garchomp, Mastic, Unchas Rex, Con Spay, Tabulele cũng là huyền thoại đấy các bạn. Champin, Uxy, Xenes, mình không biết tập được. Mình tập tạ. Estes, Guter, Alola, Reshiram, Lycanoc, Gabardor. Mừng cười ghê. Kyogre yeah, là bộ ba thời tiết đúng rồi. Thunderous này. Ủa con gì vậy? Mena. Tao đợi mình bật đèn cho nó sáng tí nhá các bạn nha. Các bạn chịu khó. Charizard. Đây là Charizard mình thấy đúng đời thật cực kỳ. Để các bạn thấy cái người ấy. Đó. Alola Nidalas. Đây hình như mình nghĩ đây cũng là huyền thoại luôn đấy các bạn ạ. Vì mình thấy có hai dạng Nidalas đấy. Một là dạng lửa, một là dạng băng.
đang xem tivi các bạn ạ, tự nhiên bấm tất tận trăm. Đã bảo đừng có làm thế nữa Đạt nhá. Trời ơi, bực quá. Thích Rick Farrakhan. Ủa, sao mình bờ thế các bạn ạ? Ok, vừa mình đã chỉnh lại độ mờ. Pikachu Pic Red Tokemaru Eevee và Snorlax Camoran Espeon Banetete. Đây hình như cũng là huyền thoại đấy các bạn ạ. Zeraro Pokemon huyền bí. Nếu các bạn không biết thì các bạn hãy coi channel của Taylor đấy. Taylor 12 nhé. Slowmatch Violon. Chắc thế. Một con bướm. Đây chính là Tauros. Sao cái màn hình mình bị sao thế nhỉ? Các bạn đừng bình tĩnh. Ok, mình đã chỉnh được cái nhìn cái tên Dragonite. Tiếng Anh Dragonite. Mình gọi thế Rillaboom. Growlow. Mười. Các bạn đây là anh tôi nhé. Trời ơi, bực quá. Đây TV nhà Su đấy. Report Raichu. Còn phải hỏi nữa sao? Vaporeon Terrakion Alakazam. Alakazam DNC. DNC Jinx Abusoro Lavesta. Không biết là con gì. Pidgeot hình như cũng là huyền thoại đấy. Nhưng mà huyền thoại bình thường thôi, quý hiếm. Ferromosaur, đây là Uchabis. Đây các bạn ạ, như đây cũng là Uchabis, là huyền thoại đúng không? Alola Executor Hoàn. Các bạn đợi mình tí, nhưng mình đi qua cái vừa rồi là đội tuyển của Palkia. Bây giờ chúng ta sẽ tới đội tuyển của Zygarde. Uầy. Rồi bắt đầu. Lại lấy mình. Nè. Nè, các bạn nhớ ăn Dubi Donut nhé. Đây, Dubi Donut. Ok. Ui, ủa. Các bạn ơi. Ủa, sao trong ở ngoài này nhá. Các bạn nhìn bên trong cũng có nhìn thấy lấp lánh đúng không? Ui, lấp lánh thế. Bên ngoài mình thì cũng thấy. What? Zygarde. Kobeja Aranya. Đắc. Không nhìn thấy người. Dakia Giratina. Shiny Lugia. Ui, con này nhá mình bạn mình sợ san không biết là lúc nào sai, người ta ghi là sai ninh nhưng mà rồi sai, nhưng mà phải bỏ cái từ này, từ gì ng này đi vì là vậy đây shiny lugia các bạn ạ. Đẹp nhỉ, đúng là màu hồng đấy. Đến tiếp là màu xanh Dialga, lại thêm một con dị mình có hai Dialga này. Genesect just nói Ghostmark Wacky Ram. Con Wacky Ram này tức là, các bạn hiểu là gì? Ý là sao đây? Đây không phải shiny đâu nha các bạn nhá. Mà đây là Reshiram kết hợp với Resh à với Kiram đấy các bạn ạ. Ôi đẹp lắm. Ôi, chết. Các bạn đừng bị tin mình chỉnh. Đây đây chính là Pikachu về bộ phim Pikachu Rocket này. Pikachu thám hiểm. Biết nhiều Pikachu lắm. Thôi bây giờ mình sẽ các bạn nhớ nhìn nhớ là con này nha, các bạn phải săn được cô cho mình con này đấy. Aridas Arido mình không biết. Chabukoko luôn. Stone Fick Caesar Dioxide. Dioxide mình thấy giống như bạch tuộc nhưng mà nhìn ở ngoài thì nó không phải bạch tuộc đâu các bạn ạ. Topia là tiến hóa dạng Naga Garden, nhưng mà chỉ có một con phải tiến hóa được Naga Garden thôi nha. Nó phải cùng vợ nó hệ
về cùng với hệ tâm linh và hệ đồng thì nó mới thể tiến hóa được Naga đừng trước không vậy? Và con thường thì là hệ tâm linh đây. Các bạn nhìn này, mình thì có hệ tâm linh chứng tỏ con này là không phải là tiến hóa thành đại dạng Naga đừng. Manezon Sogalio vậy. Tangela Lapras Chansey. Lại thêm một con Zakia đấy các bạn ơi. Đây mình phóng to cho các bạn coi. Ui mình suýt nữa cơ. Nó có chiêu. Ui. À tree peep sword. Sword các bạn biết là gì không? Là kiếm đấy. Ui. Thôi mình phóng lại. Bình thường đây. Đấy. Zakia V. Palkia bình thường này. Anh này bảo hỏi tôi xong chưa? Thôi. Charizard nhưng mà Charizard này không đẹp. Sukitri. Sukitri là gì? Mình cũng không biết. Yipik. Mewtwo. Gyarados. Rotom. Mewtwo. Mega X. Đây mình sẽ cho các bạn coi đúng luôn. Đây chính là thông tin. Đây là Mega Mewtwo X. Đúng luôn. Là tiếng nói là Mega Mewtwo I. À nhầm. I nhầm. Mình nhớ hơi nhầm tí. Mega Mewtwo E này cũng khá mạnh đấy. Nhưng mà mình cảm giác như là Mega Mewtwo E là mạnh nhất rồi, chứ không phải là Mega Mewtwo X đâu. Mega Mewtwo E này hơi bị đẹp. Nhưng mà dạng Shadow nó mới đẹp các bạn ạ. Đấy, mình thích dạng Shadow. Dạng bóng tối. Heliolix, Chatot, Raichu, Ferrothorn, Flyron, dạng Zamazenta đây các bạn ạ. Con gì đấy? Lampen, Slowlass là 340. Các bạn ai có internet tết các bạn nhớ ghi dưới phần comment nha. Mình thích cái dạng internet. Con internet tết lắm nhưng mà chưa có con internet tết nào. Slowlass nè, Govet. Mình không tính con này đâu. Cái hệ thường này, đá của hệ thường mình gọi thế. Dragonite. Hệ rồng luôn đấy nha bạn nha. Hồi xưa mình gọi đây là hệ dầu mỡ. Nó buồn cười chứ. Đây là hệ chính xác. Gọi thế Machan. Ủa mà cái này mình qua chứ. Kabuto. Tabu Coco. Dusclock. Cloud. Winter, Sukun, họ đây ai chuẩn bị cái con hả? Nè, 158.930 điểm luôn. Kirem đấy các bạn là đây Kirem. Ui dồi ơi, đây là hàng của Trung Quốc. Đây bạn mình cho nhé. Genesect, Red Dead, Blaziken, Blaziken, Blaziken hình như là Phượng Hoàng các bạn đúng không? Bison. Ủa con gì kìa? À con này cái gì? Cooper Chuck. Stone Jonner. Stone là đá đấy. Pikachu luôn. Sukun nữa này. Sukun này. Chopix. Zekom. Ủa nhưng mà sơn dạng này nó nhỏ lắm các bạn ạ. Venusaur. Và Snivite. 270. Croc. Rillaboom. Đây là đạn Dimanax, Gigatamax hay là Dimanax? Kệ đá, Cosmart, ủa? Manaphy mình qua cái này chưa ta? Tiratrum, à chưa, mình chưa đọc cái này. Ron, Rotom, đây là dạng Rotom nè. Zorok, nếu cũng huyền thoại đấy, Magma. Abomasnow, gọi là Yukino. Builder, Uza, cũng là Ultra Beast, một con cua, Ultra Spy, Zigarude. Vậy là xong câu hỏi của Zigarude rồi. Bây giờ mình sẽ sang hội của. À thôi, đây là phần đầu tiên nha. Được rồi, video tới đây là kết thúc rồi. Chào tạm biệt tất cả các bạn. À và đừng quên là nhấn like, đăng ký ủng hộ kênh mình nha. Chứ mình thấy có mỗi 9 người.